Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên bàn giao trang thiết bị phục vụ sản xuất tôm lúa. Theo đó, hỗ trợ 50% kinh phí máy suốt lúa và máy xới đất cho tổ hợp tác tôm lúa Hòa Phú, xã Hòa Tú 2 và máy nhồi chả tôm, máy gan muối tôm, máy hút chân không cho hợp tác xã nông ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú 1. Còn lại 50% hợp tác xã, tổ hợp tác đối ứng. Thay vì thực hiện thủ công, hợp tác xã sẽ dùng máy nhồi chả tôm và gan muối tôm giúp tăng năng suất lao động. Việc hỗ trợ máy suốt lúa, máy xới giúp cho tổ hợp tác ứng dụng cơ giới đồng bộ và các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất, nâng cao chất lượng và gia tăng năng suất. Qua đó góp phần tạo thêm thu nhập, thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động cho nông dân trong sản xuất. Ban quản lý dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu thị xã Vĩnh Châu đã cung cấp trang thiết bị vật tư hỗ trợ mô hình sinh kế nuôi ong cho 20 hộ dân xã Lai Hòa và Vĩnh Hải. Theo đó, ban quản lý đã bàn giao 20 thùng ong, các trang thiết bị và tổ chức đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Tổng giá trị thực hiện dự án trên 120 triệu đồng, trong đó ban quản lý hỗ trợ 77 triệu đồng và từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo trên 50 triệu đồng để tổ chức lớp dạy nghề nuôi ong cho bà con. Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đã có hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế, qua đó tạo động lực thoát nghèo cho nhiều hộ dân. Việc đa dạng hóa sinh kế được xem là giải pháp hữu hiệu trong giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.